Công ty thiết bị điện tử nghe nền XO, hotline 0879 80 1999 nay giới thiệu cho bạn một dòng camera không dây siêu nhỏ ngụy trang quạt để bàn. Đấy, thì đây, trên màn hình các bạn nó đang là một chiếc camera ngụy trang quạt để bàn các bạn nhá. Đấy, chiếc quạt này nhà mình đã gắn thêm một mắt camera siêu nhỏ lằm sâu bên trong. Đấy, ngoại hình thì là cam giấu kín và là cam siêu nhỏ nên là khi mà các bạn nhìn sẽ không bao giờ thấy được nhá. Đấy, đố bạn biết là mắt camera ở đâu? Đó, nó chỉ ở trong cái quạt này thôi. Đó. Mà bây giờ mình video là mình giới thiệu thì mình cũng chỉ luôn cho các bạn. Đó là mắt camera nó sẽ nằm bên trên này nhá. Đây, đấy, các bạn nhá, nó sẽ nằm một chấm nhỏ bên trên này này. Đấy, rất là khó nhìn các bạn nhá, rất khó nhìn luôn. Góc quay của nó sẽ là 150 độ này. Đấy. Hình ảnh của chiếc camera ngụy trang quạt để bàn này của nhà mình nó sẽ hình ảnh 4K. Thu âm hình tiếng kết nối từ xa có 3-4G và ghi hình chuyển động các bạn nhá. Đó, chiếc quạt này thì vẫn sử dụng kính lăng quạt mát bình thường. Đấy, quạt thì sẽ là quạt đây, tên hãng nó đây các bạn nhá. Đó, điện cơ Thống Nhất này. Đấy, Vin Villa Win này. Đấy, quạt này nhà mình độ chế theo yêu cầu của khách nhá. Cái hàng đã đặt, tại vì sắp đến mùa hè rồi, cái hàng cũng đặt luôn nhà mình một cái camera gắn quạt. Đấy, đó thì nhà mình đã làm và độ chế thì tiện đây thì mình lên video hướng dẫn sử dụng cũng như là test sản phẩm thực tế luôn để cho các bạn có thể nắm được cũng như là hiểu được. Đấy, đó, đó thì chiếc camera của mình là một dòng camera cao cấp với hình ảnh cao, đồng thời cái âm thanh rõ ràng và đặc biệt là ngụy trang kín đáo nữa thì khách hàng lựa chọn rất là nhiều nhá. Khách hàng thì thường sử dụng trong công việc như là muốn giám sát nhà cửa này, giám sát con cái, giám sát công nhân viên hoặc là giám sát vợ chồng nhá. Đấy, thì khi các bạn đã nghi ngờ vợ chồng mình ngoại tình và muốn giám sát nhưng mà khi giám sát thì sợ bị lộ thì các bạn có thể sử dụng dòng camera siêu nhỏ ngụy trang quạt để bàn nhà mình. Khi mà các bạn sử dụng camera này nhá thì chiếc camera mình chỉ cần với nguồn điện 220V các bạn cắm vào, quạt có bật hay không không quan trọng, là camera đều hoạt động bình thường nhá. Đó, thì các bạn có thể giám sát được là vợ chồng mình có nghe gọi điện cho bồ bịch hay không, có dẫn bồ bịch về nhà hay không. Đấy, cũng như là có thể giám sát được cả con cái các bạn trong phòng là nó có học hành hay không hay là nó chơi game suốt ngày. Đấy, đó thì cũng như là các bạn muốn giám sát nhân viên thì cũng vậy. Đấy, nhân viên thì các bạn có thể sử dụng các loại đồ chế như là ổ điện hoặc là bóng đèn. Bên mình thì mình có làm toàn bộ luôn nhé, tất cả các đồ gia dụng là mình đều có thể làm hết, chỉ cần các bạn yêu cầu là mình sẽ làm theo. Đó, rồi thì bây giờ thì mình sẽ vào hướng dẫn sử dụng cũng như là test sản phẩm luôn cho các bạn. Đấy, đầu tiên là mình sẽ để sử dụng được chiếc camera này thì các bạn cần kết nối với nguồn điện cho mình. Đấy, kết nối nguồn điện vào đây, mình sẽ test cả quạt luôn cho các bạn luôn. Mình sẽ cắm nguồn điện này. Đấy, khi mình đã cắm điện nhá thì chiếc quạt này vẫn sử dụng quạt bình thường nhá. Đây, nó vẫn ở dưới vẫn có cảm biến các bạn nhá. Đấy, đây mình sẽ bật lên này. Đấy, quạt vẫn chạy bình thường nhá. Đó, chế độ xoay này. Đấy, ok chưa, mức 2, mức 3 này. Đấy, rất to luôn nhá, cực kỳ mát. Đó, ngoài ra khi bạn cắm điện nhá thì chiếc camera mình cũng đồng thời nó sẽ hoạt động. Đấy, camera đây sẽ hoạt động dù bạn có tắt quạt hay bật quạt thì camera vẫn hoạt động. Đấy, thì đầu tiên để để sử dụng được chiếc camera ngụy trang quạt để bàn này, các bạn cần tải cho mình ứng dụng. Đấy, ứng dụng này sẽ tên là Lookcam. Và ứng dụng Lookcam này chạy cho tất cả các dòng máy, tất cả các hệ điều hành các bạn đều có thể sử dụng và tải về được. Bạn là sử dụng iPhone thì các bạn vào ứng dụng App Store. Các bạn làm mà chạy loại hình Android như là Samsung, Vivo, Oppo, Sony, các bạn sẽ vào cửa hàng CH Play để tải cho mình nhá. Đó, ứng dụng sẽ tên là Lookcam này. Nút cam NOO này, KCM. Đó, các bạn tìm kiếm. Và đây, đây sẽ là biểu tượng nút cam các bạn nhá, biểu tượng màu xanh này, các bạn tải về. Đó, các bạn lưu ý cho mình là ứng dụng này sẽ có tên là Lookcam, biểu tượng màu xanh nước biển, các bạn nhìn đúng dụng tải về nhá. Đấy, thì sau khi tải về xong bạn sẽ thoát ra. Các bạn sẽ vào phần cài đặt của điện thoại. Các bạn sẽ vào phần cài đặt Wi-Fi. Đó, khi các bạn vào phần cài đặt Wi-Fi nhá, lập tức nó hiện ra một cái Wi-Fi có chữ F, một vài số, vài chữ và không mật khẩu, thì các bạn sẽ ấn kết nối cho mình. Đấy, các bạn lưu ý cho mình là chỉ cần Wi-Fi có chữ F
và không mật khẩu thì chắc chắn đó sẽ là tín hiệu của chiếc camera ngụy trang quạt để bàn mình phát ra nhá. Đấy. Sau khi bạn đã kết nối xong, các bạn sẽ truy cập ứng dụng Lookcam mà đầu video mình đã hướng dẫn bạn tải về. Đấy. Đó, nó hiện ra các dòng chữ như này, các bạn sẽ ok này. Ấn cho phép khi sử dụng ứng dụng. Ấn cho phép thông báo. Và khi có dòng chữ tip này nhá, các bạn sẽ cancel này. Đấy. Để kết nối trực tiếp vào camera, các bạn sẽ ấn vào device online này, chọn cho mình mục cancel. Đấy. Đấy, mình sẽ quay ngang mình ra các bạn nhá. Đây các bạn nhá. Đây sẽ là phần chất lượng ảnh của chiếc camera ngụy trang quạt để bàn này. Đó, và hai chiếc đèn kia là hai đèn camera đấy các bạn nhá. Đó. Khách cũng đang đặt hai cái đèn camera, mình đã làm xong và tí mình gửi đi. Đấy, đèn kể cả đèn led mình cũng làm hết cho các bạn luôn nhá. Ở đây. Đó, hình ảnh ở đây các bạn nhá. Rất là sắc nét luôn. Đấy, âm ổ điện âm tường các thứ có hết các bạn nhá. Ổ điện dân dụng này. Đó, đây là cái bàn mình làm việc nhá. Ok chưa? Đó. Hình ảnh thì rất là sắc nét luôn các bạn nhá. Cực kỳ sắc nét luôn. Và hình ảnh này con này là cực kỳ rộng, cực kỳ chuẩn luôn nhá. Đó, khi quay nó sẽ không bị giật đâu. Đó, rất là ổn định. Đó, và đây thì mới chỉ là hình ảnh Full HD 1080 thôi. Khi các bạn muốn cài đặt chất lượng ảnh cao hơn nhá, các bạn ấn trên góc trên tay phải này, chọn cho mình phần 4K. Đó, thì hình ảnh sẽ được cải tiến lên rất rất là nhiều nhá. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thì nhìn rõ luôn nhá, cả các đèn led này này. Đó, đèn led các bạn thì nhìn rõ được các cái mã này luôn các bạn nhá. Led chưa? Đấy, cực kỳ là ok nhá. Đấy, bạn để zoom lên để xem rõ hơn nữa nhá. Zoom lên rõ hơn, nó không phải là zoom thì các camera vớ vẩn là zoom nó sẽ bị vỡ ảnh. Đấy, còn đối với cam mình là rất là led luôn, rất là mượt luôn nhá. Đấy, và đặc biệt là khi mà bạn sử dụng là cực kỳ ổn định luôn. Với góc quay 150 độ này thì bạn có thể làm được mọi thứ luôn nhá. Đấy, ok chưa? Rất là sắc nét nhá. Đó. Thì với chất lượng ảnh cao như vậy thì chiếc camera của mình đã được khách lựa chọn và đặt hàng nhá, cũng như hai chiếc đèn led kia. Đấy, đèn led 60 phân và một cái đèn led mét 2 nhá. Đó. Thì ok. Đó thì đây sẽ là phần hình ảnh này. Tiếp theo đến phần âm thanh của sản phẩm. Đấy. Thì khi các bạn muốn nghe được âm thanh sản phẩm, các bạn vui lòng bật cho mình cái loa lên nhá. Đấy, bật loa và bật âm thanh âm lượng lên. Đó. Đó, rất là tại vì là cam của mình thì thường nó sẽ là âm lượng mức thấp. Các bạn muốn nghe rõ âm thanh thì bật tăng âm lượng lên là được nhá. Đấy. Và bây giờ mình sẽ bật loa để test âm thanh này. Alo. 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 Đó, thấy không? Cái âm thanh của nó rất to rõ ràng nhá. Rất rất to luôn. Và đây là mình đang bật loa ngoài và mình đang đặt chiếc camera với chiếc điện thoại của mình ngay nhau nên là có tiếng xung đột âm thanh. Khi các bạn nghe từ xa cũng như là khi bạn xem lại ấy, cái tiếng xung đột sẽ không còn nhá. Đấy. Cái âm thanh của nó cũng rất là to luôn. Đấy, các bạn nghe đi các bạn biết rồi đấy. Đây, mình sẽ test lại lần thứ hai cho các bạn nhá. Alo. Alo. Đấy, to chưa? Rất to luôn. Đấy. Đó sẽ là phần âm thanh và phần hình ảnh của sản phẩm này. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi mật khẩu chiếc camera này. Đấy. Thì khi các bạn muốn đổi mật khẩu của chiếc camera này và không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai, các bạn sẽ ấn cho mình vào phần device online chữ màu xanh này. Chọn cho mình mục modify. Đấy. Khi các bạn chọn mục modify thì các bạn sẽ nó hiện ra ba dòng chữ. Dòng đầu tiên nó sẽ là phần mật khẩu cũ. Và mật khẩu mặc định của chiếc camera này sẽ là 1, 2, 3, 4, 5 và 6 nhá. Đấy đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Dòng thứ hai nó sẽ là phần mật khẩu mới. Đó, mật khẩu mới này thì các bạn muốn đặt như nào thì các bạn đặt. Đấy, ví dụ như là mình thì mình sẽ đặt là điện tử XO. Đấy, điện tử XO này. Đó, còn các bạn muốn đặt như nào thì các bạn đặt nhá. Đấy. Đó, và dòng thứ ba nó sẽ là phần nhập lại mật khẩu mới thì các bạn sẽ vui lòng nhập mật khẩu mới vào. Đó, mình sẽ nhập lại phần bên trên các bạn nhá. Đấy. Sau khi đã hoàn thiện xong 3 dòng này rồi nhá. Sau khi hoàn thiện xong 3 dòng rồi các bạn ấn ok. Tức là mình đã đổi mật khẩu thành công với chiếc camera ngụy trang quạt để bàn của nhà mình rồi. Đấy. Thì, sau khi đã đổi mật khẩu thì sẽ không còn bất kỳ ai có thể kết nối vào thiết bị của bạn khi không có mật khẩu nhá. Đấy. Đó, đó sẽ là phần đổi mật khẩu này. Tiếp tục phần mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là phần kết nối từ xa qua 3G. Đấy. Khi các bạn muốn kết nối từ xa qua 3G thì các bạn đặt cho mình hai điều kiện. Điều kiện 1 là xung quanh chiếc camera của bạn phải có wifi. Và điều kiện thứ hai ấy
là chiếc smartphone của bạn phải có mạng di động 3, 4G hoặc là wifi tùy ý. Đấy, thì sau khi bạn đã đạt hai điều kiện này rồi, các bạn sẽ ấn vào mình vào phần bánh răng cài đặt, chọn cho mình một mục device setting. Đấy, tiếp tục chọn mình mục wifi setting. Đấy, khi bạn chọn mục wifi setting nhá, lập tức sẽ hiện ra wifi xung quanh chiếc camera của bạn. Bạn sẽ tìm cái wifi nào căng nhất và biết khẩu, các bạn ấn vào cho mình. Tiếp tục bạn sẽ nhập cho mình bát wifi. Đấy, sau khi nhập bát wifi xong, các bạn chỉ cần ấn ok, tức là mình đã kết nối từ xa thành công với chiếc camera rồi. Đấy, và khi kết nối từ xa thì nó sẽ không có giới hạn khoảng cách, dù bạn có cách camera của bạn hàng nghìn hàng vạn cây số, các bạn đều là xem được trực tiếp qua chiếc smartphone của bạn nhá. Đấy, cực kỳ tiện lợi và dễ dùng luôn. Đó, thì đó sẽ là phần kết từ xa này. Đấy, và chiếc camera của mình thì các bạn có thể sử dụng được với nhiều camera trên một app. Đó, chứ không phải là một cái đâu, các bạn sử dụng 4-5 cái. Đó, thì khi mà các bạn sử dụng 4 cái nhá, thì các bạn sẽ ấn cho mình vào phần 4 ô vuông này. Đấy, lập tức nó sẽ, các bạn có thêm được 4 camera nhá. Đấy, còn khi mà các bạn sử dụng nhiều hơn như là 20 cái camera thì các bạn nó sẽ hiện ra các ID ở đây. Đó, 10-20 cái là chuyện bình thường nhá. Đấy, nó hiện ở dưới đây thì các bạn chỉ ấn vào xem thôi. Rất dễ, và các bạn có thể chia sẻ với người khác luôn. Đấy, khi các bạn chia sẻ cho bên khác, ví dụ như là bạn đang dùng muốn chia sẻ cho chồng bạn, thì các bạn có thể ấn vào phần bánh răng cài đặt này. Đấy, chọn cho mình ở phần mục device QR code này. Đấy, thì lập tức nó sẽ hiện ra là một cái mã QR. Đó, thì chồng bạn chỉ cần lấy máy quét mã là nó tự sẽ đăng nhập được vào được các bạn nhá. Đấy, ok chưa? Đó, tính năng bảo mật cũng như là chia sẻ, còn là đồng thời là sử dụng được nhiều camera cùng một lúc. Đấy, đó, thì trên đây của mình đang là phần giới thiệu sản phẩm cũng như là màn test sản phẩm của mình cho các bạn. Đó, thì bạn nào có nhu cầu quan tâm đến mẫu sản phẩm camera ngụy trang quạt để bàn của nhà mình thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết cho các bạn. Và bên mình thì có bảo hành sản phẩm là 1 năm, lỗi 1 đổi 1, và có ship hàng toàn quốc. Nhận hàng các bạn được kiểm tra, các bạn test hàng ok đúng như giao quảng cáo mới thanh toán, còn không bạn để hoàn hàng cho bên mình mà không mất 1.000 phí nào cả. Đấy, đó, và cửa hàng nhà mình thì sẵn hàng tại Hà Nội và Sài Gòn các bạn nhé, các bạn gần đâu qua đấy. Đấy, đó rồi, video hướng dẫn sử dụng và test sản phẩm của mình đến đây thôi. Các bạn xem video của mình có điều gì thắc mắc thì có thể bình luận phía dưới bình luận cho mình, hoặc liên hệ qua Zalo số điện thoại 0879 801999, mình tư vấn hỗ trợ 24/24 cho bạn nhá. Đó, giờ xin chào gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.